Bộ Công Thương cho biết việc dán tem này là cần thiết vừa để tránh thất thu thuế, vừa hạn chế tình hình sản xuất và tiêu thụ rượu giả đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Tem này chỉ được cấp cho các tổ chức cá nhân có giấy phép sản xuất rượu, giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Được biết, quy định hiện hành chưa có quy định về lượng nhân thân tham gia kinh doanh rượu nên giấy phép kinh doanh mặt hàng này hiện nay không bị hạn chế về số lượng. Điều này không phù hợp với yêu cầu thực tiễn bởi rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh. Tính đến nay trên cả nước đã cấp 858 giấy phép kinh doanh buôn bán rượu. Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu trên cả nước là 5.000. Theo thống kê, trong gần 5 năm qua, tại Việt Nam đã có hàng chục vụ ngộ độc rượu, với hàng trăm người bị ngộ độc và hàng chục người chết. Trong đó, số người chết do rượu giả, rượu nhái có methanol chiếm tỷ lệ cao.